Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Lê Trung nha. Hiện tại thì có miếng ruộng này cũng khá là lầy mọi người. Máy xuống mấy cái dính trên mấy cái rồi. Rồi còn ba cái mà giờ còn có một cái chạy à. Đang bơm nước vô mọi người. Ruộng thì hỏi nhau thì chứ. Biết con ruộng được chứ đâu nữa còn đám cặp bên nhà bên đó hả.
đất này nó dẻo dẻo kỳ quá mà. Cái kia dính nữa rồi.
lên thì con kia xuống. Đang bơm nước vô. Mà vô duyên nó lố ơi chó.
Lúa này cái lúa ngoài 18 mọi người. Cái đám này hình như 18, còn đám kia không biết gì. Đám kia chắc cũng ngoài 18. Thấy màu lúa đẹp quá. Máy chạy rất dạ. Giờ 3 máy, đậu 2 máy, còn máy bơi. Không dám chạy hết. Ở đây mềm dữ rồi đó. Tới giờ lui chừng 2 lần là bắt đầu là anh xuống ngộ thiệt. Đó giờ bên con coi con kia trống đường rồi, bắt đầu giờ mới dám mò qua mọi người, chứ không chạy qua sợ không có đường khéo. Cái trong đây cũng rất giả này. Nước vô chạy nó đỡ dính, đang bơm nước vô. Chạy cũng rất giả.
gần xong rồi, xong đó bên đây, đó bên kia. Tiếp tục kéo lên.
lường lúc lường không. Tục lôi em này. Cách chừng mẫu đất gì lại mấy chục lần. Mới kéo lên xong tôi xuống mất lại nữa.
bỏ luôn xuống này rồi mọi người, đổ đầu xuống lúng không. Còn như đây cắt không được rồi mọi người, có mấy con đất mà anh em cũng bị mất lại cũng khá là nhiều mọi người. Rồi, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.